Đường dưới đang có đánh nhau định mệnh lại hồi, lần này xuống dưới rồi, chơi bao sân rồi. Từng gió dựng lên né bài vàng nhưng băng trượng đó là hai người, Thái Dương Asan cũng là hai người. Hình như nó là ba người thì đúng hơn. Tiếp tục Quang Quy, Talon có double kill, bách phát bách trúng từ xa và Caitlyn cũng đã lượm thêm cho mình được một mã hạ gục nữa. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Sau đây sẽ là một game đấu trong hành trình leo rank tại máy chủ xếp hạng đội Hàn Quốc của Faker. Và như các bạn đã biết thì trong những cái phiên bản gần đây thì các bạn thấy là cái ngọc thú săn mồi đang được vận hành cho rất nhiều những vị tướng khác nhau, trong đó có cả rừng lẫn cả đi đường giữa. Và tính đa dụng của nó đến từ việc là cái tốc độ di chuyển gia tăng thêm cho phép rừng tiếp cận đường tốt hơn, hoặc là cho mid tác động hai bên cánh tốt hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giáo án thích thực phết khu đường giữa thú săn mồi. Đây là một hướng chơi khác. Bên cạnh thú săn mồi thì chúng ta sẽ hay có những ngọc sốc điện đi đường giống kiểu Dopa này, hay là sách phép giống như trong giải đấu này. Thì ngày hôm nay sẽ là thú săn mồi, thì để xem Faker sẽ sử dụng cái ngọc này để đi khu đường giữa trong cái đấu với Yasuo như thế nào và kiểm soát map đấu ra làm sao với các bài TF anh em nhá. Let's go. Ok, về ngọc chi tiết thì các bạn có thể theo dõi ở trên hình với ngọc thú săn mồi, vị máu, mắt thay ma, thợ săn tài tình để gia tăng thêm thời gian hồi cho ngọc thú săn mồi cộng với các trang bị kích hoạt khác, trong đó có cả băng trượng vĩnh cửu, đồng hồ Cazonia các kiểu. Ngọc phụ thì lấy bấm bình và khởi đầu là một cái bình thuốc biến dị, có thêm cả đồng hồ để có thể apply đối phương nữa. Ngọc phụ thì có tốc độ đánh sát thương phép cộng với 6 giáp nha anh em nhé. Nó khác với ngọc thông thường ở chỗ là nó sẽ không có cái thấu thị vũ trụ và cũng không hề có bánh nữa. Đó là một cái thiệt thòi khi mà mang ngọc này nó không có cả máy dọn lính luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng xem cái cách Faker đi đường như thế nào. Có được một nâng E như đánh với ba vị tướng tay gần khác như kiểu là Sylas các thứ thì nâng E sẽ đẩy đường rất là tốt. Và Faker thì đang thực sự muốn đẩy đường với những đòn đánh tay liên tục vào lính và gây sức ép cho Yasuo bằng những đòn đánh tay có nội tại kỹ năng E. Tốc độ đánh rất cao và liên tục thực hiện những tình huống đánh tay để có thể vừa đẩy đường vừa cấu rỉa. Và sẽ có được cấp độ 2 trước. Lấy cấp độ 2 sẽ nâng W và áp lực Yasuo trước khi Yasuo có được cái tường gió. Ok, thậm chí cấp độ 2 Faker vẫn chưa nâng kỹ năng, bây giờ mới nâng, rút bài cực kỳ nhanh. Kể cả bài gì trong tình huống vừa rồi nó cũng sẽ là lời thôi anh em ạ. Bài xanh thì có sát thương, bài vàng thì thêm được 1-2 đòn đánh tay. Yasuo lấy cấp độ 2 rồi này, thường thì sẽ cắm mắt tại bãi chim ở cấp độ 2 sau khi đẩy xong cái quân lính này. Ok, cắm mắt vừa khớp với thời điểm mà Rek'Sai di chuyển và ăn bãi chim. Và Rek'Sai có lẽ sẽ phải bỏ qua bãi chim nếu không muốn bị lộ, hoặc là chủ động lộ và ăn luôn cắm mắt đấy bằng cái máy quét này. Quyết định từ Rek'Sai là bỏ luôn cái bãi chim đi. Talon đang di chuyển sang bài đỏ Quang Quy. Vừa rồi là tình huống Yasuo đã né được Quy. Rút bài gì cho tình huống vừa rồi cũng được anh em, mà miễn là rút được bài đánh vào Yasuo là lời rồi. Quang Quy ăn lính từ xa. Và như vậy là hai quân lính, ba quân lính đầu thì Faker hụt mất một con. Rek'Sai đã bỏ qua hoàn toàn bãi chim và đó sẽ là bãi chim thuộc về cho Talon. Đánh tay ăn lính và đánh tay trả lại vị trí Yasuo trong những tình huống Yasuo trao đổi chú thức như vừa rồi. Yasuo đang farm nhưng mà farm chưa được tốt lắm và đứng trên Rek'Sai đã bỏ bãi để lên gank, đó là bãi chim và bãi người đá nữa. Talon cướp được bãi chim sau đó thì quyết định té. Và đứng giữa Faker vẫn đang đẩy liên tục với dịch chuyển. Ok, như vậy là xong đợt lính này. Tiếp tục cấu rỉa Yasuo dưới trụ và thêm cả đó là đứng dưới cũng có đánh nhau, đó là tiếng 1 đổi 1, Leona đổi mạng với Caitlyn. Hai hỗ trợ đều ăn mạng cả. Yasuo dựng tường gió lên để có thể trao đổi nhưng vừa rồi cũng đã ăn một đam tương đối đau đến từ Q của Faker. Đòn đánh tay có nội tại E. Bài xanh được rút đến từ Faker để tiếp tục hồi năng lượng và trụ lại khu đứng giữa trong bối cảnh đã hết 3 bình. Có dịch chuyển, còn Yasuo cũng có dịch chuyển vậy. Tiếp tục là bài xanh, tôi nghĩ là năng lượng hiện tại thì chắc là cần đến bài xanh để có thể tiếp tục trụ lại với những cú queen dọc đợt lính như thế này. Yasuo bắt đầu bước lên trao đổi rất tốt. Vừa rồi đồng tiếng E lên chọc quy rất hiệu quả đến từ Yasuo, bắt đầu có những lượng máu được hồi phục đến từ khi Doran. Và vừa rồi đứng dưới 1 đổi 1, đứng trên thì đó là pha gank thành công đến từ Rek'Sai khiến cho Tamken lên bảng. Kèo này thì Tamken vẫn ok thôi anh em ạ, chất tướng cho phép Tamken đánh kèo đứng trên rất là thoải mái. Bài đỏ đã bị che bởi tường gió và mất ngay lập tức một con xe đến từ Faker. Yasuo bắt đầu bắt kịp về nhịp farm và Faker thì quyết định về để có thể dịch chuyển trở lại trong lúc mà đường giữa đang là một cái đường nó rất là nóng như thế này. Rek'Sai cướp lại bùa xanh của Talon, Talon quyết định bỏ bùa xanh. Đường trên thì Tamken và Zay đang solo 1v1 hất tung tốt, có dịch chuyển đến từ Faker. Và đó chỉ là cú dịch chuyển để đảm bảo rằng đó sẽ là mạng hạ gục dành cho Dudu mà thôi. À Dudu à, nhân tố D à.
Rek'Sai làm gì ở đây không? Zai không có TP làm gì ở đây? Chờ Yasuo và Beck về TP à? Yasuo Beck về TP lên đánh được không? Dịch chuyển đánh rồi, tay đánh luôn ạ. Đó là cú dịch chuyển đến từ vị trí của Yasuo chứ không phải là Zai đâu ạ. Rồi Dudu đã còn tốc biến, bật ra dài tốc biến chạy rồi. Đó là cú dịch chuyển đến từ Yasuo. Talon ngẹp chấp thời cơ rất hay để có thể dọn đợt lính khu đứng giữa. Faker về nhà mua giày 2 anh em ạ, giày 2 lấy thú săn mồi. Và đây là tiếng băng trụ một con Tam Ken thật khó hiểu. Một diễn viên một diễn viên bất ngờ xuất hiện và mang lại cho Faker một mạng hạ gục. Bây giờ thú săn mồi vẫn còn đến từ Faker, vẫn còn có thể tiếp tục đứng lại khu đường trên trong bối cảnh là Zay đang cố gắng đóng băng đợt lính lại. Chỉ là kiên nhẫn chờ đối phương đẩy xong đợt lính này và sau đó thì dứt điểm mà thôi. Zay còn flat đấy nha. Hard on bird anh em ơi. Xuất hiện đến từ Tam Ken cộng với cú bài vàng của Faker và sát tung thì không nào trượt được lôi phạt, cố gắng tốc biến chạy đi bạn. Nhanh trước khi mà sát thương vào đầu nó tốc biến bài vàng quang quy sát thương vừa đủ đến từ Faker. 3 quy rồi anh em à. Quy đã nâng tới 3 điểm thì sát thương nó rất là nhiều và đến đây thì chắc là Faker sẽ chuyển sang mất đất thôi. Cấp độ 6 cũng đã có, năng lượng còn lại hơi ít. Chắc chắn là phải về regen rồi. Đã có định mệnh, đứng giữa nãy giờ thì bỏ qua hoàn toàn. Xe kinh nghiệm, xe lính cộng với lính đứng giữa sẽ có người đón dù, đó là Talon. Nãy giờ Talon cũng đã đón được tương đối nhiều đợt lính khu đứng giữa cho Faker và có cấp độ 6 ở ngay thời điểm phút thứ 7. Phút thứ 7 vừa điểm được mười mấy giây thì Talon đã lên 6 rồi anh em ạ. Còn đường trên thì kèo này con dây này chắc là đi rồi đấy. Tất nhiên sẽ có những sự hy sinh về lính so với con Yasuo thôi anh em ơi. Nhưng mà đường cái là ganh cho đường trên rất là ok và bản thân Faker cũng rất xanh với hai mạng hạ gục. Và bây giờ thì đang cầm định mệnh sẵn sàng để có thể hỗ trợ đường cánh. Nhưng mà hiện tại Faker mới đang là mục tiêu bị nhắm đến bởi các thành viên team 2. Đã có những dấu ping chấm hỏi liên tục đến từ team 2. Faker đứng check lên cánh trên và di chuyển cánh trên để có thể cắm mắt kiểm soát. Quang Quy ăn lính, di chuyển cắm mắt như thế nào đấy ạ? Ui, cắm mắt tại đây và sau đó thì đứng check hẳn lên cánh trên anh em ạ. Tầm nhìn cánh dưới đang hơi ít và Faker đứng cánh trên là hợp lý. Đối phương hoàn toàn có thể kéo Rakan ra bung flash ra băng trụ được. Hất tung tốt nhưng mà Yasuo không có định chăn chối cho tình huống này. Faker vẫn còn khá là nhiều máu. Chất tướng cho phép Yasuo bây giờ có khả năng tay đôi tốt hơn so với TF rất là nhiều. Hất tung xịt đến từ Rek'Sai, tốc biến đâu. Talon có mặt với cái thú săn mồi, đây là thú săn mồi đến từ Talon anh em nhé. Và đây là Ngọc cực kỳ hot ở thời điểm này, chăn chối được dùng bài vàng quang ra. Faker dồn sát thương chung với đồng đội và khiến cho một người yếu máu là Rakan đi luôn. Nội tại Talon là sát thương dứt điểm. Trong khi đó cánh trên đang là một tiếng solo 1v1 đến từ Tam Ken của Dudu và Faker lại chiêu cuối lên đường trên hết nam mana rồi đánh tay thôi cũng được. Cú chiêu cuối đến từ vị trí của Dudu dứt điểm. Lính đường giữa lại được Talon đón dù. Talon đang có một CS cực kỳ tốt. Tính về lượng tài nguyên trên tài bản đồ thì chắc chắn nó không bị lỗ đâu anh em ạ. Và lời đấy là lời mạ. Hiện tại thì những tình huống chiêu cuối hay là những tình huống di chuyển sớm của Faker thì đều nhắm đến khu đường trên cả. Một con dây không có flash dễ dàng lên bảng. 202 rồi. Cánh dưới thì đang hơi thốn một chút khi mà Caitlyn sát lực. Cộng với Leona đang có vẻ không có một thế trận xanh sao cho lắm. Caitlyn né W rất hay đến từ Rakan và bắn liên tục và Zik bắn các kiểu đà điểu và sau đó là dứt điểm được Zik, sau đó thì đổi mạng mà thôi. Nhưng đổi như thế là ok rồi anh em ạ. Faker trở lại khu đứng giữa. Ngọc thú săn mồi đang thực sự là một ngọc rất là hot để áp dụng cho nhiều vị tướng khác nhau ở khu đứng giữa lẫn cả đứng trên. À nhầm, đi rừng anh em ạ. Đây là hai vị trí mà cần phải di chuyển nhiều, cần phải tác động nhiều. Và các bạn đang thấy là từ meta chung kết đến bây giờ nó đều là meta mà đường đơn, đường cánh thì đúng hơn, đang là đường gánh rất là khỏe. Đó là đường dưới cộng với đường trên. Đều là những cái khu vực đường có những chất tướng carry hạng nặng. Tam Ken game này thì không phải là một con carry. Nhưng mà Talon thì có nha. Nếu mà ganh mà xanh chung được, ôi 4 người cùng đánh ạ. Set man ạ, đúng cái tên luôn ạ. Tên làm sao thì của chia bao làm vậy. Hơi đen là Leona ăn mạng với cái tình huống nổ nhật thực. Cái phong cách chơi của hỗ trợ châu Âu nó đang thực sự ảnh hưởng đến cái... Tất nhiên là đối với những khu vực như LPL hay LCK, tôi nghĩ là những tình huống ramming như vậy nó cũng sẽ có. Nhưng mà nó tiết chế rất là nhiều so với châu Âu. Tôi thấy hỗ trợ châu Âu đang bị kiểu như lạm dụng cái tình huống ramming quá. Còn hỗ trợ Hàn và hỗ trợ Trung thì đang có vẻ như họ bắt đầu thấy được cái sự hiệu quả đến từ việc ramming nhiều. Nhưng họ sẽ tiết chế hơn khu vực châu Âu rất là nhiều. Và đây là tình huống Yasuo bị tấn công, mất tốc biến bị làm choáng. Tường gió đâu không? Cú lốc chăn chối đổi mạng với vị trí của Leona nhưng Leona đã tốc biến chạy rồi. Yasuo e vào nhưng không có đủ sát thương, rất đen. Một chấm máu. Talon parkour xuống qua một cái W. Thậm chí đang có ý định dồn sát thương, đó là sát thương đủ double kill cho Talon.
đứng trên thì những tình huống du ngoạn thủy vực từ trong bụi cỏ ra nó rất là áp lực. Lượng sát thương trả lại với những tình huống đánh tay và cầu sấm đến từ một con dai thua 2 cấp độ nó thực sự là không vào máu đâu ạ. Tình huống nằm xuống đến từ Yasuo trong bối cảnh không có dịch chuyển và ngay lập tức có một con sứ giả để triệu hồi đến từ Talon, bài vàng, quang quy đánh tay. Trụ đã mất rất là nhiều máu rồi. Rất nhiều vị tướng đường giữa đều tận dụng được cái ngọc này nhá anh em nhá. Miễn là các bạn có cơ hội để đảo gank. Ở ngay trước cái thế giới các bạn đã thấy là con Syndra cầm thú săn mồi của Shellmaker rồi. Còn đứng trên lại là một tiếng ghé thăm nữa từ Faker. Con dai này 1 năm rồi anh em ạ. Rất tội nghiệp. Có vẻ như Faker không muốn ghé xuống khu đường dưới nhiều lắm. Gank này thì TF cũng sẽ xanh sớm và có được lượng sát thương đầu ra tương đối đáng kể. Dudu đã chủ động nhường đợt lính lại cho Faker. Có lẽ như Faker đang thiếu tiền để có thể nâng cấp trang bị thần thoại. Nên quyết định đến từ Faker là xin luôn quầy lính vừa rồi. Và chắc chắn là xin thì phải cho thôi. Gank cho ngần này mạng xin lượt lính mà không cho nữa thì kỳ. Setman đang cực kỳ rén cho tình huống này. Đó là cú dịch chuyển trở lại đến từ vị trí của Tahmkent. Trong khi đó lính đường giữa thì Talon có lẽ sẽ lại ra. Không, Faker là TP ra đón rồi. Đã có đồ thần thoại cộng với giày 2. Và một cái phong ấn hắc ám 7 số nữa. Rất xanh anh em, mới 11 phút à. Bên kia thì Yasuo cũng khỏe đấy nhưng mà chỉ là khỏe về farm thôi và lượng trang bị không thể nào bằng so với một con TF được. Chất tướng có nhỉnh hơn đi chăng nữa thì bây giờ khả năng đẩy đường đến từ TF với cái lượng trang bị hiện tại thì nó quá là nhanh đi. Dẫn đến cái áp lực của Yasuo nó sẽ không đủ nhiều để hạn chế khả năng di chuyển. Mà để có TF di chuyển đi đâu bây giờ thì cũng hại team cả thôi. Không thể nào kiểm soát được TF là một cái... Đang quá chắc là dùng tường gió để chặn con xe rồi. Bài vàng. Tường gió để che bài vàng và con xe sẽ thuộc về cho Leona. Leona, xe. Ủa ôi. Leona không ăn xe đi ông. Để người ta mất cái bài xanh thế chưa. Tiếp tục đẩy đường. Chiêu cuối thì còn tới hơn 40 giây mới hồi. Tiếp tục đẩy đường liên tục thôi. Yasuo gần như là chết dí khu đường giữa không nào đi đâu được cả. Và cái tốc độ đẩy đường đến từ TF. Đường trên thì Zai liên tục phải về để regen. Đường giữa đang cực kỳ hot và hỗ trợ đang ram nhiều. Thật sự ạ. Chắc chắn là cái hồi hỗ trợ châu Âu đi ram nó sẽ tác động đến các khu vực khác rất là nhiều thôi anh em. Bởi vì chắc chắn sẽ có những pha ram hiệu quả và nó tác động trực tiếp đến cái giai đoạn early của ván đấu. Mà các bạn biết là cái giai đoạn đầu trận của trong Liên Minh Huyền Thoại thì nó quyết định rất nhiều đến cái ván thắng, đặc biệt là trong các trận xếp hạng đơn. Và đây là tình huống băng trụ đến từ bộ đôi. Ồ. Một đổi một nhưng mà Tahmkent liếm chết đấy nhà ông ơi. Sát thương chuẩn tầm này cắn không vào cái da dày đâu ạ. Faker lên là định mệnh, định mệnh hồi lại giờ này. Rồi thôi sao, đi ngang qua con mắt nhưng mà có nhìn thấy cũng có thể sẽ chết. Hất tung. Thêm một lần hất tung đến từ Tahmkent. Hất tung đổi hất tung nhưng mà rõ ràng Yasuo TP lên thì nó là quá trễ rồi. Đi luôn, đi theo luôn rồi. Liên tục ghé khu đường trên và thực hiện những tình huống cam rất khó chịu. Lần nào đi cũng có mạng cả anh em ạ. Dịch chuyển lên cũng có mạng mà đi bộ lên cũng có nữa. Cũng là một TF chơi bao sân rất là hiệu quả. Chỉ có đường dưới hiện tại là chưa có định di chuyển xuống thôi. Với cơ hội gank đường dưới nó không rõ ràng. Gank đường trên là sure gank rồi anh em ạ. Mỗi lần lên là chắc chắn là chết rồi ạ. Faker đẩy đường và quyết định ăn giáp trụ cộng với ăn trụ một đường giữa trước khi nó mất giáp trụ thôi. Và đường dưới thì đồng đội đã tự băng trụ chết được con dịch rồi. Trụ một toàn bản đồ cộng với 5 lớp giáp trụ đường giữa dành cho team Faker. Trong đó thì Faker cũng hưởng lại một lượng tiền rất lớn sau khi ăn giáp trụ cuối cùng và nó là hơn 600 tiền. Thú săn mồi kích hoạt đến từ Faker với tốc độ cao nhưng mà Rek'Sai có lẽ đã té rồi. Tường gió còn đến từ Yasuo. Đây, 3 quy mắc đất đây anh em ơi. Phong cách chơi TF rất đặc trưng của Faker. Ơ, cái quy vừa rồi nhìn hơi ảo. Chắc là về mua trang bị à? Với 2.500 tiền. Giàu thật sự ạ. Đi có tầm... Nãy 11 phút đi ra đúng không các bạn? Giờ thêm 14 phút rồi. Là có tầm 3 phút à? Đã có 2.500 tiền để về mua đại bác rồi ạ. Giàu vãi, 3 phút hack lên 2.500 tiền ạ. Tính ra cái lượng gold per min mỗi phút nó khoảng chừng hơn 800 tiền. Gold per min trung bình nó tầm 400 hoặc là 500 là quá đáng rồi. 800 tiền mỗi phút. Do tiền từ trụ anh em ạ. Hai đầu sau 14 phút. Bài đỏ. Thú săn mồi. Rồi, băng trượng còn.
da lông ra vét mạng rất đơn giản. Còn con dây này nha, con dây này nha, tôi nghĩ con dây lại chết dưới trụ quá à. Quay sau Faker. Thôi sao. Nhắm đến ai đấy ạ? Đứng ở đây thì bắt ai cũng được, bắt dây cũng được mà bắt Rek'Sai cũng được. Tốc biến đã bắt Rek'Sai luôn ạ, chiến vậy. Dưới trụ thì đang là một con dây cực kỳ yếu máu. Tam Ken của Dudu đang liếm liên tục từ phía bên ngoài, ta lông quăng cái W đi ra. Tốc biến né cầu sớm bài xanh nhưng mà đó là Tam Ken của Dudu ăn mạng. Cánh trên hoàn toàn nát bét với một con dây 17, một con Yasuo 03 như bao Yasuo khác. Đường dưới đang là tín hiệu tốt khi mà Zeke có mạng hạ gục của Caitlyn. Caitlyn chỉ là bi một cái sát lực sau đó để đấy, sau đó thì quyết định lên chí mạng với Ngọc nhiều độ chết người chứ không phải là Ngọc thu thập bác ám, nên là chắc là cũng không có ý định bi full chí mạng trong game này. Đứng trên thì tốc biến lên ngậm nhả ra một cái là có ngay cái bài vàng đứng kế bên bonus vào. Yasuo dựng tường gió né bài vàng rất tốt nhưng lốc xịt ạ. Đứng sau cái tường gió và né được quy của Faker nhưng sau đó khi hết tường gió thì mạng cũng đi. Có lẽ với lượng máu hiện tại thì Tam Ken sẽ là người bấm B về. Faker thì tham thêm một wave nữa. Ok. À đi ra thêm 2 phút nữa cầm 1.700 tiền về rồi này các bạn. Từ 14 mà đi ra đến 16 là về đã tầm 1.700. Về đến nơi cái TP ra liền ạ. Sống vội, sống vội. Kích dược phẩm rất sớm ạ. Ủi dược phẩm ở phút thứ 17. Dây đã đủ tỉnh táo để rút lui chứ ăn một cú bài vàng. Pha đấy tôi nghĩ là không tỉnh nổi. Bài vàng xong rồi băng trượng. Nát người đấy anh em. Rất giàu ạ. Đồng hồ còn chưa có dịp dùng đấy này. Thú săn mồi, quăng bài vàng, quăng quy, nửa cây. Sách chiều mề dai và dược phẩm. Đường dưới đang có đánh nhau định mệnh lại hồi, lần này xuống dưới rồi, chơi bao sân rồi. Tường gió dựng lên né bài vàng nhưng băng trượng đó là hai người, Thái Dương Hạ San cũng là hai người. Hình như đó là ba người thì đúng hơn. Tiếp tục quăng quy, Talon có double kill, bách phát bách trúng từ xa và Caitlyn cũng đã lượm thêm cho mình được một mã hạ gục nữa. Hai cái double kill dành cho team Faker và ngay lập tức Zeke còn lại một mình ở khu cánh dưới để defend trong tuyệt vọng. Nói chung thú săn mồi hiện tại thì nó đang là một ngọc rất hot và các bạn có thể thử nó cho các vị tướng đường giữa. Có được, thực ra vị tướng đường giữa nào cũng sẽ có khả năng ramming thôi. Tất nhiên có những vị tướng đặc trưng thì không dùng được, nhưng mà trong những pháp sư như kiểu là Syndra, Anivia, Aurelion, Son, TF, Annie, các pháp sư đường giữa thì đều có thể tận dụng được. Đi đâu đây ông? Dịch chuyển đi đâu thế này? Bài vàng đại bác và đó là một mạng cộng với 4 số sách trường mề ra cho Faker. Team kia bắt đầu hơi trầm cảm thì phải. Cánh trên đang là cái gì đó ạ? Cánh trên đang là 3 thành viên bu vào đấm của Tam Ken, nó đứt nó chạy mất tiêu. Oh my. Sẽ kết thúc game đấu này có 25 sách hay không thôi. 7-0-11, đó là một cây đây cực kỳ đẹp với bài vàng. Ủa ôi, dính thêm cái quy kích Surelia té luôn ạ. Chưa có phép cơ hội khá là nhanh. Cái thợ săn tài tình chủ yếu để lấy cái hồi chiêu của cái giày anh em nhé. Hiện tại thì chưa giết được Zeke một mạng nào cả. Chưa tham gia vào hạ gục con Zeke một lần nào cả. Nên là chưa đủ số của cái thợ săn tài tình này. Giảm một lượng hồi chiêu tương đối cho các trang bị kích hoạt đấy anh em ạ. Đó là cú định mệnh để tiếp cận đến từ Faker, quăng cú bài vàng, ăn trụ mid. Dược phẩm vẫn còn. Lần về nhà này Faker cũng chỉ để regen nên không mua được cái gì cả. Cầm 1.800 tiền trên người và chưa thể nào mua được trang bị lớn. Cụ thể là món trang bị tiếp theo có thể hướng đến là cái đồng hồ Kazonia. Tiếp tục hành trình tìm kiếm thêm những số sách chơi mề dai mới. Một mạng nữa thôi là sẽ là full số rồi. Thú săn một kích hoạt đường trên là không, đó là một tình huống Rek'Sai là người lên bảng. Một tiếng quăng bài vàng và quăng quy mắc tầm đến từ Faker để ăn cái mạng hạ vừa rồi. Talon bị dính hàng loạt CC. Thái Dương Asan hai người dựng tường gió để né thành công cú bài vàng nhưng sau đó cú quy đến từ Faker ở bên hông thì không né được. Trước đấy khi giết được Zeke thì đã 25 số rồi. Yasuoja thì cũng chỉ là bonus thêm tiền thôi, mà game đấu chênh lệch quá nhiều đến từ hai team và có lẽ sẽ là kết thúc ván đấu. Hoặc là 20 phút cũng chỉ là 4 phiếu mà thôi. Thậm chí có thể là 5 phiếu luôn. Sống rất vội ạ, thậm chí chưa cho đối phương cơ hội để có thể end game luôn kìa.
Chắc chắn thì Faker cũng sẽ đóng góp một lượng sát thương rất là khủng khiếp trong cái game này rồi. Không biết là có bằng Talon hay không thôi, hoặc thậm chí có thể là hơn Talon. Vì Talon 9 mạng này cũng là những cái mạng có những tình huống gọi là vét mạng thôi. Nhà chính bể và ở ngay phút 20 ạ. Ngay phút 21 thì đúng hơn, vừa sang phút 21 xong. Check down cuối game anh em nhé. Ok, đây lượng sát thương cuối game mình tổng hợp được cho các bạn với một lượng sát thương khoảng chừng 14.000, hơn 14.000 sát thương một chút đến từ Faker. Và nó cho thấy được cái lượng sát thương TF này gây ra vẫn tương đối đáng kể trong một game thực gian TF này hơi xanh. Và đây cũng là một trong số những cái meta sẽ xuất hiện trong tương lai, trong những cái phiên bản cập nhật sắp tới, khi mà các cái mid lane người ta sẽ dùng cái thú săn mồi này để thể hiện cái khả năng ramming. Đặc biệt là cái mối liên kết giữa rừng và mid hiện tại nó đang rất là quan trọng. Vì vậy mid sẽ cần hỗ trợ cho rừng và rừng cũng cần hỗ trợ cho các lane nữa. Thú săn mồi giữa mid và rừng nếu mà tận dụng được cả hai cái như game này ạ, nó vừa cover lẫn nhau tốt, nó vừa có thể cùng nhau tác động một lane và tạo ra một cánh rất là xanh như cánh trên game này của Faker chẳng hạn, thì các bạn có thể theo dõi và học hỏi những cái giáo án đến từ các cái cao thủ. Như hôm trước mình vừa cho các bạn xem cái giáo án của Dopa. Đây là một giáo án mới của con Twitter Fate này, một trong số những mẫu pháp sư rất là điển hình tại khu đường giữa mà các bạn có thể theo dõi và học hỏi, hoặc là cũng sau này nếu mà có xuất hiện trong các giải đấu thì các bạn cũng đừng bất ngờ. Ok, cảm ơn anh em vì đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo của Văn Tùng, và đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho channel Văn Tùng nha. Bye bye anh em.